Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Nỗi buồn vô hạn của cổ động viên Thái Lan khi đội U19 của họ lại thua Việt Nam. Một cổ động viên có tên là Can Won đã cay đắng. Tuyển Việt Nam từng luôn bị ám ảnh trong tâm trí về đẳng cấp của đội tuyển Thái Lan. Sau đó, họ đã gần như hoàn toàn vượt qua đội tuyển Thái Lan. Thật đáng buồn. Sau thất bại 0-4 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, không ít cổ động viên của Thái Lan đã đặt niềm kỳ vọng vào sự khởi sắc từ các cầu thủ U19 tại giải quốc tế ở Nha Trang. Do trận đấu này không được phát sóng trên truyền hình Thái Lan, nên nhiều cổ động viên Thái Lan đã phải tìm cách xem trận này qua YouTube. Thậm chí, có kênh YouTube của Thái Lan còn nhanh trí tiếp sóng luôn để phục vụ đông đảo đồng bào. Đã có gần 15.000 cổ động viên Thái Lan theo dõi trận chung kết U19 quốc tế qua kênh YouTube này. Chưa kể số cổ động viên Thái Lan khác xem qua các kênh YouTube của Việt Nam. Nếu cổ động viên Thái Lan được thông báo sớm thay vì phát sát giờ thì con số chắc chắn đông hơn nhiều. Trận chung kết, U19 Thái Lan đã chơi rất quyết tâm. Sự quyết tâm ăn thua của người Thái được thể hiện qua nhiều pha tranh chấp có phần quá máu lửa, dẫn đến việc các cầu thủ Việt Nam bị đau phải nằm sân liên tục. Thế nhưng, mọi nỗ lực không thể giúp các cầu thủ Thái Lan ghi được bàn thắng và chấp nhận thua Việt Nam 0-1. Chỉ khi vào xem kênh YouTube của người Thái và nghe người Thái bình luận với nhau mới thấy được nỗi buồn vô hạn của họ, nỗi đau tột cùng của các cổ động viên Thái Lan khi chứng kiến U19 của họ nối tiếp thất bại của U23. Chỉ ít phút sau trận thua mà đã có cả trăm bình luận nhuốm màu buồn bã, đau đớn của Thái Lan. Số bình luận thông qua Li Chat thì quá nhiều, không thống kê nổi. Natchabon viết với giọng mỉa mai đội nhà: đòi ra thế giới mà đến Việt Nam cũng không thắng nổi, không còn gì để nói. Philosophy thì tỏ ra chán nản, thua Việt Nam toàn tập. Matsit cũng cùng quan điểm, thua và lại thua tại Việt Nam. Chisuke Tomaguchi thì thừa nhận: không thể thắng họ, phải chấp nhận thôi. Lớp Holic Big thì mỉa mai: tuyển Thái phải đá với Lào, như thế cho lỡ chênh lệch, hay đá cùng Campuchia cho cùng đẳng cấp với nhau. Zotarawi thì tỏ ra chua chát hơn: trong tương lai thì đối thủ của chúng ta chỉ có thể là Brunei, các đội bóng khác đều phát triển cả rồi. Rivik Koller thì viết: tôi nghĩ các cầu thủ trẻ thật sự sợ cầu thủ Việt Nam. Bonrut thì nói: bóng đá Thái chưa thức tỉnh lại nữa ư? Thái Lan là đội từng thống trị ASEAN, hãy tỉnh dậy. Zihic lại chỉ trích quan chức bóng đá nước nhà: từ khi ông làm chủ tịch liên đoàn bóng đá cách đây 2 năm, các cầu thủ Thái Lan chưa hề thắng, ông phải chịu trách nhiệm và nên từ chức. Sự bi quan của người Thái ngập tràn các bình luận, đến mức có một cổ động viên của Việt Nam phải vào an ủi: bình tĩnh, mới thua một trận thôi. Có thể hiểu được nỗi buồn của người hâm mộ Thái Lan, vì chúng ta đã trải qua rất nhiều trong quá khứ. Mỗi lần đội nhà bị thua Thái Lan trước đây thì các cổ động viên của Việt Nam cũng buồn bã không kém, bi quan, đau đớn và cũng phản ứng y hệt, kể cả việc quy trách nhiệm cho liên đoàn bóng đá. Nhưng rất may là với chiến lược bóng đá trẻ cùng với sự góp mặt của các lò đào tạo tư nhân, hệ thống các giải trẻ ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp đã giúp bóng đá Việt Nam có được những gương mặt xuất sắc ở các lứa U19, U23 và đội tuyển quốc gia. Nỗi buồn vô hạn, nỗi đau của cổ động viên Thái Lan cũng gợi suy nghĩ cho chúng ta phải đứng chắc trên đôi chân của mình. Hệ thống các giải trẻ, các lò đào tạo trẻ cần tiếp tục giữ lửa thành công này trong tương lai để chúng ta có thể yên tâm với nền bóng đá nước nhà và không còn rơi vào tâm trạng bi quan như cổ động viên của Thái Lan hiện giờ. Và kính thưa quý vị và các bạn, lên ngôi vô địch U19 quốc tế, bóng đá trẻ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh trước người Thái, giành chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan để đăng quang chức vô địch U19 quốc tế. Bóng đá Việt Nam một lần nữa chứng minh sự vượt trội so với người Thái ở các giải bóng đá trẻ. Đúng như lời tuyên bố trước trận chung kết U19 quốc tế với đội tuyển U19 tuyển chọn Việt Nam, huấn luyện viên Isala của Thái Lan đã chỉ đạo các cầu thủ chơi một thế trận khác hoàn toàn so với trận đấu tại vòng bảng. Các tiền vệ của Việt Nam không còn khoảng trống để thoải mái triển khai lối chơi như mong muốn. Ở phía trên, cặp tiền đạo Xuân Tạo và Mạnh Quỳnh đã bị các trung vệ Thái Lan theo như hình với bóng. Mặc dù đã phong tỏa các hướng tấn công của đội chủ nhà U19 tuyển chọn Việt Nam, nhưng nhờ vào sự khéo léo và tốc độ, trong một số tình huống, Xuân Tạo vẫn có thể thoát đi để mở ra những cơ hội cho Việt Nam, đem lại sự phấn khích cho khán giả có mặt trên sân vận động 19 tháng 8 của Nha Trang. Huấn luyện viên Garagen từng nói: điểm tựa của U19 tuyển chọn Việt Nam đến từ hàng thủ, và hôm nay một lần nữa các hậu vệ của đội chủ nhà đã có một trận đấu xuất sắc. Huấn luyện viên Isra như thường lệ vẫn chỉ đạo các học trò chơi bóng dựa vào thể hình
của các cầu thủ trên hàng công, và họ có trận chung kết chơi biến hóa hơn với các tình huống đánh thẳng vào trung lộ. Thế nhưng, sự bọc lót tốt của các hậu vệ cùng sự xuất sắc của thủ môn Quan Văn Chuẩn đã không cho người Thái cơ hội được ăn mừng. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với rất nhiều cơ hội ăn bàn cho cả hai bên, nhưng không bên nào tận dụng thành công. Sang hiệp 2, khi các cầu thủ Việt Nam bắt đầu tỏ ra thấm mệt, Thái Lan đã đẩy cao đội hình, dồn ép U19 Việt Nam nhằm kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức. Khi người Thái chưa kịp đạt được ý đồ thì bất ngờ ở phút 56, Xuân Tạo nhận đường chọc khe của đồng đội và có cú nước rút ngoạn mục băng xuống vượt qua cả thủ môn Thái Lan trước khi đưa bóng vào lưới trống, ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam. Sau khi để thua bàn, Thái Lan đã dồn đội hình sang phần sân Việt Nam và tạo ra rất nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, trong vòng ngày mà hàng thủ của đội chủ nhà thi đấu quá tốt, khung thành của thủ môn Văn Chuẩn đã được bảo vệ thành công, giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước Thái Lan. U19 tuyển chọn Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch U19 quốc tế. Đồng thời, bóng đá trẻ Việt Nam một lần nữa chứng minh sự vượt trội so với người Thái với những chiến thắng liên tục ở mọi cấp độ đội tuyển. Ngoài giải thưởng 10.000 USD cho đội vô địch, U19 tuyển chọn Việt Nam còn nhận thêm giải phong cách trị giá 2.000 USD, các giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất, vua phá lưới thuộc về Phạm Xuân Tạo, thủ môn xuất sắc nhất cũng thuộc về Quan Văn Chuẩn của Việt Nam. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thưởng thêm cho U19 tuyển chọn Việt Nam số tiền 150 triệu đồng. Nhà báo Nguyễn Công Khế thưởng thêm 30 triệu đồng. Doanh nghiệp xe chất lượng cao Sơn Tùng thưởng thêm 20 triệu đồng. Và sau khi giành chức vô địch, huấn luyện viên của U19 Việt Nam, ông Karachen đã nói gì khi Tiểu Công Phượng bị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bỏ qua? Chiều nay, tại giải U19 quốc tế 2019 diễn ra ở Nha Trang, chân sút sinh năm 2001 Phạm Xuân Tạo, SHB Đà Nẵng, cầu thủ được mệnh danh là Tiểu Công Phượng, đã thi đấu vô cùng ấn tượng, đóng góp 3 bàn thắng cho đội tuyển U19 Việt Nam. Đặc biệt ở trận chung kết, đọ sức với U19 Thái Lan, Xuân Tạo cũng là người ghi bàn thắng duy nhất, giúp thầy trò huấn luyện viên Karachen lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Kết thúc giải, Tiểu Công Phượng trở thành vua phá lưới cùng với Ma Fuzu của U19 Trung Quốc. Xuân Tạo cũng được bầu chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Khi báo chí đặt câu hỏi về phong độ, tài năng của Xuân Tạo, huấn luyện viên Karachen đã nói: "Tại giải, mà cụ thể nhất là ở trận chung kết, Xuân Tạo đã cho thấy đúng những gì tôi nghĩ về cậu ta từ giải U19 quốc gia ở Gia Lai. Tôi mới chỉ có khoảng 15 ngày làm việc cùng U19 Việt Nam và Xuân Tạo, nên chưa thể phát huy hết khả năng tốt nhất của cậu ta. Có thể nói, Xuân Tạo là cầu thủ có sức mạnh, tốc độ rất tốt, phù hợp với bóng đá hiện đại." Trước câu hỏi, ông nghĩ sao khi Xuân Tạo không được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi tập trung U18 Việt Nam dự giải giao hữu Tứ Hùng tại Hồng Kông, dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 4 tới, huấn luyện viên Karachen đáp: "Tôi cũng vừa biết thông tin này tối nay thôi. Tôi không biết vì sao lại như vậy. Nếu là tôi sẽ gọi Xuân Tạo." Nhìn nhận chung về trận chung kết giải U19 quốc tế 2019, Việt Nam đã thắng Thái Lan 1-0. Huấn luyện viên Karachen chốt lại: "Chiến thắng khiến tôi và các học trò đều cảm thấy rất hạnh phúc. U19 Thái Lan là đội bóng tốt. Hôm nay chúng tôi đã chơi đầy quyết tâm và may mắn giành chiến thắng." Các giải thưởng chung cuộc của giải U19 quốc tế 2019: hạng nhất U19 Việt Nam, hạng nhì U19 Thái Lan, hạng ba U19 Trung Quốc. Thủ môn xuất sắc nhất, Quan Văn Chuẩn của U19 Việt Nam. Vua phá lưới 3 bàn, Phạm Xuân Tạo U19 Việt Nam. Và Ma Fuji U19 Trung Quốc. Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, Phạm Xuân Tạo. Cầu thủ U19 Việt Nam xuất sắc nhất, Phạm Xuân Tạo. Giải phong cách U19 Việt Nam. Và bản tin đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo. Trân trọng mến chào.